Ngày 7 tháng 10 năm 2021 là cột mốc quan trọng khi Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản đồng ý chấp thuận cấp giấy thông hành cho Thanh Long Bình Thuận vào thị trường nước này. Sau hành trình 3 năm theo đuổi dự án đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, cánh cửa xuất khẩu Thanh Long vào thị trường Nhật Bản cũng như một số thị trường khó tính khác bắt đầu rộng mở. Người trồng Thanh Long của Bình Thuận thì là có một cái niềm vui là có thêm một thị trường mới và nó sẽ ổn định cho cái quả Thanh Long của Bình Thuận. Điều hết sức là đáng mừng, bởi vì từ đây chúng ta đã khẳng định được một cái thương hiệu, và cái thương hiệu này nó có được ở các nước, những nước thị trường khó tính như nước Nhật mà được công nhận. Để vượt qua những quy định khắt khe và vô cùng phức tạp, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã phối hợp với ngành chức năng của tỉnh Bình Thuận liên tục củng cố hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Thanh Long, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật Nhật Bản, trong đó nhiều lần phải gia hạn bổ sung các thông số kỹ thuật, năng lực tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý hay chứng minh lịch sử sản xuất Thanh Long ít nhất 25 năm. Đã cung cấp các cái dữ liệu mang tính chất hết sức khoa học để chứng minh rằng là cái sản phẩm của chỉ dẫn địa lý Thanh Long Bình Thuận hết sức đặc thù. Do vậy cho nên là vừa qua chúng ta mới được cấp được cái đăng bạ chỉ dẫn địa lý của Thanh Long Bình Thuận á, mình là trên cái địa bàn Nhật Bản. Việc được cấp chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa rất lớn đối với xuất khẩu Thanh Long. Ngoài tác dụng bảo vệ thương hiệu cho nông sản, tránh bị đánh cắp khi xuất sang thị trường nước ngoài, những sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý thường có giá bán cao hơn thông thường và được người tiêu dùng ưa chuộng vì họ hiểu rằng các sản phẩm này đã được cơ quan chủ quản đứng ra đảm bảo chất lượng.